Thì thầy còn có cái này cũng xin thầy chỉnh, cũng như là mình chỉnh lại hết luôn đó. Tại vì ví dụ như đôi khi có mấy người thắc mắc như đức trưởng lão rồi đó, thì con thì cái riêng của con biết là ví dụ như người ta giết đức thì không cần phải qua đức trưởng lão rồi tên của thầy sao. Con thì con nghĩ đó, tại vì mỗi lần con nói đề cập tới thầy đó thì con luôn đánh chữ qua của thầy. Mấy thầy khác là con không đánh qua, nhưng mà đối với thầy là con đánh qua, là tại vì cũng như chữ ngài, như mình nếu mình tôn kính một người nào đó thì mình để viết chữ ngài thì chữ ngài đó cũng qua. Thì trong sách đó, thì có khi viết thường, có khi viết qua. Rồi nếu mà mình kêu trưởng lão thì khỏi phải dùng đức, hay là mình dùng đức trưởng lão luôn. Rồi chữ đức đó qua hay không qua theo thầy á thì nó về nó thuộc về ngôn ngữ. Dạ, ngôn ngữ đó, cái ngôn ngữ đó. Thầy hãy nói cho mình nghe. Bây giờ thầy tên là Thích Thâm Lạc. Cái tên của thầy là Thích Thâm Lạc. Mà bây giờ mấy con sợ gọi cái tên, thường thường của người Việt mình hay tránh cái tên lắm, cho nên gọi là ngài. Thì do đó mình tránh cái tên đó, thì mình để chữ ngài là phải qua. Con hiểu không? Mà khi mà để ngài Thích Thâm Lạc thì chữ ngài đã đừng có qua, mà chữ Thích Thâm Lạc nó qua. Con hiểu không? Thì đó là cái cách thức dùng ngôn ngữ. Ngôn ngữ nó phải vậy, nó mới đúng cách mà sử dụng đó chứ. Thì tại vì là dùng chữ đức Thích Thâm Lạc, ví dụ đi, thì chữ đức không cần qua. Không cần qua, bởi vì Thâm Lạc nó qua rồi, mà để chữ đức qua nữa, vậy thì ông này còn có tên đức nữa. Rồi ví dụ như bây giờ, nếu mà dùng chữ đức thì không đức trưởng, ví dụ là dùng chữ đức thì đức Thích Thâm Lạc, còn nếu mình dùng trưởng lão thì mình khỏi phải dùng chữ đức không cho thầy? Khỏi. Bởi vì trưởng lão là khỏi chữ trưởng, chữ trưởng chỉ viết đàn hoa đầu, chữ lão chỉ đánh thực. Thành ra cái trưởng lão là một cái người mà có đức hạnh ở trong ngầm, trong đó nó có chữ đức hạnh nó mới là trưởng lão mới được. Phải không? Mà con làm đức mà hai lần cái đức ở trong đó nữa thì nó là lọt lại. Tại vì nhiều lắm thầy, tại vì nhiều người viết đức trưởng lão nữa rồi thì tụi con phải chuẩn bị in xét làm cho đúng, cho nó đúng nguyên. Như vậy là chắc là thầy phải làm nhà ngôn ngữ học nữa. Dạ. Phải dạy cái này. Lúc đó tụi con không dám sửa, tụi con phải hỏi ý kiến thầy, tụi con mới dám sửa. Nhiều khi viết cho nói chung là khi mà thầy nhìn mà cách thức mà phát âm mà viết ra từ này kia rồi đó, thầy thấy hầu như Việt ngữ mấy con chưa có gì rành, sử dụng chưa có được. Anh Phong Đức này anh sửa giỏi lắm. Phong Đức này anh chỉnh sửa rất là giỏi. Con thì cách sử dụng ngôn ngữ của Việt Nam rất là tế nhị mấy con, rất là tế nhị. Mà thầy nhìn lại cái bộ từ điển và cách xưng hô còn vì văn phạm của ngôn ngữ Việt Nam mà dạy trong các trường, thầy nói dạy học trò chứ dạy ngầm người hiểu biết thì sai nhiều lắm. Dạy học trò sách này để dạy học trò, chứ văn phạm đồ của mấy ông mà viết để dạy học trò. Cho nên cái bộ giáo dục của Việt Nam cần phải chỉnh đốn lại, chứ không thể để như thế này mà sử dụng cái ngôn ngữ Việt Nam như thế này là chúng ta đã phỉ báng nó rồi. Đã một cái ngôn ngữ Việt Nam nó giàu vô tận đúng không? Dạ, sai gì nó rất hay. Bởi vì mình không phải ca ngợi mình đâu, mà chính sự thật đó. Con thấy khi mà nó chưa có ngôn ngữ, nó mượn ngôn ngữ của người Trung Hoa, nó biến thành ngôn ngữ của nó. Nó muốn nói chữ đi thì nó ghép hai chữ là chữ khứa của tập của người Trung Hoa là đi. Cái nghĩa Việt của mình chữ khứa có nghĩa là đi. Mà bây giờ chữ khứa làm sao mà nói tiếng Việt đi được. Thì cái anh này muốn viết được thành chữ đi thì anh thêm chữ đa vô để lấy cái âm đa đó mà ghép với chữ khứa thì anh là chữ đi. Thì anh thêm có được chữ đó gọi là chữ nôm. Sau khi mình tiếp cận những cái ngôn ngữ Latin, mình lấy những cái ngôn ngữ Latin mình biến thành cái ngôn ngữ của mình. Chứ bây giờ mình đâu có đọc theo tiếng Pháp, tiếng Latin đâu. Có phải không? Chữ D của người ta không có gạch, mà chữ D của mình lại gạch đậu chứ. Mình dám làm cái chuyện đó hết đó. Phải không? Biến từ cái ngôn ngữ của người ta mà thành chữ Ơ, chữ E đó. Mình lấy dám cho nó độ ngủ lên hết. Sắc quyền phải ngã. Sắc quyền phải ngã mình làm vô hết. Con thấy không?
Cho nên Việt Nam mình nó sai chữ người ta, nó đồng quá, nó thành tiếng Việt của nó hết. Việt Nam con lớn làm giàu cho ngôn ngữ Việt Nam. Nhưng mà chưa đủ thôi con. Việt Nam nó giàu lắm, cỡ sức mạnh. Bởi vì nãy giờ thầy nói hai người mà chứng qua lá người ta nói chuyện mấy con nghe không được. Người ta nói tiếng Việt chứ bộ người ta nói tiếng Tàu trong này, nhưng mà con nghe không hiểu. Có phải không? Như vậy là phải lập thành cái bộ từ điển của người tu chứng đạo, mấy con mới đọc mới hiểu nghĩa. Chứ không khéo đâu không hiểu nghĩa. Thôi vậy chứ cái ngôn ngữ Việt Nam nó rất giàu mà người ta sử dụng được là khi người ta có trí tuệ rồi. Mỗi một lần mà mấy con thấy nó tăng thêm một cái số ngôn ngữ là có một số người người ta viết sách, người ta có cái trí tuệ, người ta viết, đòi hỏi người ta phải viết. Thành ra người ta phải biết làm sao, người ta mới truy tìm ở trong cái đầu cái này phải ghép lại cái này, nó thành ra cái chùm ngôn ngữ này nó mới nói được ý đó. Nó làm giàu cho ngôn ngữ Việt Nam bằng cái trí tuệ không à. Nhưng mà cái người mà không có đủ cái sáng tạo như vậy đó thì chỉ nhẩm lại cái ngôn ngữ của người ta là biết đấy, chứ mình không dám chế ra sao không ai thèm xài của mình đâu. Đây là gọi chắc là mình hỏi hết đủ mấy cái câu này rồi. Đầy đủ hết rồi, chỉ có một cái này nó hơi rắc mắc nhưng mà cũng không cái gì, có rõ cái gì nó nói gì. Chỗ này tại vì anh nói trong cái phải có cái anh nói trong cái phần thứ tư nghe cái số 4 chị, tập số 4 của những lời trợ giúp của những lời góp Phật dạy đó, ở cái bài Tánh Biết trang 271 cái này bữa sửa có trình với thầy rồi. À vậy hả? Tức là trong này có sai sót chút xíu mà mình sợ người khác ngoài đạo nó đọc vô rồi lại phê phán sách thầy. Tức là trong đó thì có đoạn thì viết là chúng ta thấy Đức Phật đã xác định rất rõ ràng, Ngài phủ nhận kinh sách Đại Thừa nói những điều không đúng sự thật. Thì đúng ra là cái chỗ này á, là Ngài phủ nhận kinh sách ngoại đạo thì chính xác hơn, phải không thầy? Tại vì thời Đức Phật chưa có Đại Thừa. Đó là chưa có Đại Thừa, nhưng mà Đại Thừa có. Nó trong thời Đức Phật nó có sáu luật sư ngoại đạo. Mà chính cái đó nó mới sau này nó là Đại Thừa. Rồi sau này là Trung Hoa nó triển khai cái tri kiến đó, cái hiểu biết đó, nó thành ra Đại Thừa. Luật sư ngoại đạo. Luật sư ngoại đạo nó dựng 33 quả trời. Cho nhưng nên mà Đức hiện Phật nay mọi người đều hiểu Đại Thừa là của Trung Quốc. Mà Trung Quốc nó dựa vào luật sư ngoại đạo này mới nó giảng. Dạng mà hồi thời Đức Phật á thì là chưa có, chỉ có luật sư ngoại đạo thôi. Luật sư ngoại đạo. Thì cho nên lúc là Ngài phủ nhận kinh sách ngoại đạo thì người ta dễ hiểu hơn. Hay là để luôn chữ luật sư ngoại đạo đi. Luật sư ngoại đạo rồi mở mặt Đại Thừa chị. Tại vì luật sư ngoại đạo giống như tổ tiên của Đại Thừa. Cái này là trong sách đó rồi mà mình sợ nhiều khi những cái người khác người ta đặt vô cái người ta chắn đối kiểu gì như này vậy. Thời Đức Phật làm gì có Đại Thừa? Ở đây nói Đại Thừa. Bây giờ mấy người không hiểu Đại Thừa, người ta nói tư tưởng của Đại Thừa thì nó là luật sư ngoại đạo. Thì bây giờ mình sửa luật sư ngoại đạo. Dạ, vậy tính thưa trưởng đạo thì trong cái này con xin phép không? Tại vì mấy người không tri. Con đọc lịch sử của Đức Phật có không? Đức Phật đi ra đời để đi tu đều phải theo luật sư ngoại đạo tu. Nhưng mà cuối cùng luật sư ngoại đạo dạy tu không có làm chủ sinh già mình chết, cho nên Đức Phật mới bỏ, mới đi tìm đến cội Bồ Đề, mới ngồi tu để làm chủ sinh già mình chết. Sau khi ngồi tu chứng được rồi thì Đức Phật mới xóa sổ mấy cái ông luật sư ngoại đạo này hết xuống. 33 quả trời tưởng tri chứ không phải liễu tri. Trời, mấy ông luật sư ngoại đạo này xanh máu mặt hết. Hồi nào xây dựng cái thế giới siêu hình, cũng như bây giờ Đại Thừa xây dựng cái thế giới cực lạc, có phải không? Mà thầy dọc xuống than nát hết, giỏi niệm Phật thì cầu Phật Di Đà cứu mấy người đi. Phật tưởng mà cứu cái gì? Đó là cái chứ. Mà trong khi Đức Phật tu xong rồi thì Đức Phật làm chủ. Bây giờ nói sao cũng không sợ tội lỗi hết. Chứ còn hồi mà tu chưa chứng, nó bậy tội chết á. Thì đây chữ luật sư ngoại đạo mở mặt Đại Thừa, thì thầy đã ghi chữ Đại Thừa là gì để cái luật sư ngoại đạo chứng. Nó giống như tổ tiên đẻ ra cái Đại Thừa, gốc tổ tiên. Đúng rồi, nghĩ con nghĩ như vậy được không? Thì đó là cách thức chị em mình nãy giờ em ngồi nghiệp ra, chị em mình bị vướng cái nguyên tắc. Mà cái nguyên tắc là cái sở kiến tri học của chị em mình đặt vô mấy. Còn qua nói chuyện thầy thì rất là uyển chuyển.
tức là tùy uyển chuyển, tùy ví dụ cũng lúc đó mà uyển chuyển, còn chị em mình bị vướng vô cái học, ví dụ mình thấy cái dấu chấm cho đó mình chịu được, mình thấy dấu phẩy cho đó mình chịu được, chị thấy không? Mình, phải không thầy? Vì còn bây giờ tụi con cũng, cũng như là con nói con gửi sách thầy đi phát hành, khi con nói bây giờ cái này là gửi chứ không phải phát, không có phát tùm lum, nhưng mà ai hữu duyên á mà đến mà cầm được quyển sách đó thì là biếu chứ không cho, nhưng mà tụi con không đi phát, nhưng mà vui lòng viết lại tên tuổi cái con biệt thự này bị vướng rồi. Chị có hỏi gì thôi rồi con rồi, cũng cũng xong rồi thưa thầy, con chỉ có của con thì con thứ tư đó, nhưng thứ ba này tối kia đi con xin được cái giá đổi ngày về sớm. Dạ thật ra cũng nghe thầy lời thầy đi về, tại vì ở đây con cũng hơi hưng bây giờ nó đậm chứ nó bị gia đình dính mắt, mà có cái tốt mà cũng được, cũng có cái xấu, cái trong đó là tại vì dính mắt với gia đình, nhưng mà gia đình thì đoàn tụ với lại hòa hợp chia sẻ với nhau thì cái điều đó cũng tốt, nhưng mà có điều mình dính mắt ở trong đó rồi theo chạy theo phóng dật quá nhiều, con cũng có tu tập gì được nhiều hết á, rồi con tâm cũng thanh tịnh, không bị ái kiết sử, bị cái tình cảm của gia đình, rồi chơi rồi phạm giới hết trơn, chứ họ có tu đâu, rồi phạm giới ăn tùm lum hết, ra con cũng thật sự con cũng có dám sám hối với thầy, là tại vì khi mình sám hối là mình phải từ bỏ không có lặp lại nữa. Trong tâm tâm con đó thì con sẽ nguyện là mình sẽ từ bỏ hết những cái gì không có tốt, không có bất thiện, dầu chờ ở bên gia đình cũng vậy nữa. Thì con nghe lời thầy đó là cố gắng để mà lấy cái ngày đi về bển sớm đó, là cũng may mắn cho con được ngày 23 tây, chứ còn mấy người khác họ tiền không có ra nó mà họ phải trả 300 đô thêm, con trong khi con trả 100 mà. Dạ thành ra con đi về bển thì chắc con có cái thời gian để con quay trở lại với chính mình, rồi thời gian khác nữa thì con phụ được cái gì trên sửa đổi lại cho nó đúng đắn hơn trên cái trang web á, chân lạc đó, thì con sẽ cố gắng làm cái đó. Đó là cái bây giờ tôi... đầu tiên là ráng tu. Dạ. Sống một mình, về bên đó sống một mình, nỗ lực tu để từ đó rút tỉa qua kinh nghiệm, rồi nó từ cái hiểu những cái lời của thầy dạy, rồi thấy cái duyên của mình đưa lên mạng để giúp người, mà thật sự là mình đã thấy được cái đường đi. Cái bây giờ các con không tu, các con thấy thầy dưới rất hay, nhưng mà cuối cùng thì mình chẳng có hay gì hết đâu. Đây, cũng như là mình đưa lên vậy thôi chứ sự thật ra chưa phải, con phải nỗ lực tu để cứu mình. Dù sao nữa cái tuổi đời cũng lớn rồi, không còn nhỏ đâu, nó không có chờ con đâu, lỡ mà chết rồi lấy gì tu đây. Nên phải ra ngay từ bây giờ, khi mà về bên đó, bởi vì thầy nói về bên đó nó mới có cái môi trường tu, còn ở đây gia đình nó đâu có. Thế làm sao trong gia đình của mình mình ngồi đó mình làm như gục cây gì được, cho nên vì vậy mà mình phải biết giao hảo hòa hợp với nhau, để rồi sau khi đó mình sống một mình thì nó tiện nhất. Bởi vì thầy nói ở trong gia đình mấy con tu chỉ còn có cái là giữ cái tâm mình vui vẻ, nó đừng buồn đừng giận, đó là mai đó. Chứ tu cái gì vậy? Chỉ có những vô đây đó mình mới sống độc cư, mình mới thấy từng tâm niệm của mình nó không giật, nó muốn cái gì từng đó mình mới dẹp nó, mình mới ly dục cái pháp đó. Nó mới hết, chỉ có sống mình nó mới hết. Chứ còn mình sống chung được mọi người là giữ được cái tâm mà vui vẻ, đừng có giận hờn, đó là mai đó. Mà cũng phải biết pháp, chứ còn biết pháp dễ giận lắm. Dạ đúng thưa thầy. Dạ thành ra con về thì con cũng giữ giống như thầy nói, là giữ cái tâm vui vẻ với gia đình, không phiền muộn ai, có gì cũng không có giận hờn, không giận hờn ai. Dạ không giận hờn ai hết đó. Nhưng mà cái điều bị lôi kéo thì tụi nó thì đó cho nên đi sâu nữa thì không được đâu. Dạ thả được cái tâm nó vậy thôi. Con thấy cũng mình cũng cũng có những cái phạm giới, nhưng mà con hứa là con trở về Mỹ, con trở lại cái nếp sống mà trước khi con về đây, thật sự trước khi con về đây như là 4 năm tháng trời đó, là con tập rất là nghiêm mặt luôn á, chỉ có những ngày bệnh hoạn dữ lắm rồi thôi chứ con mới bỏ thôi, chứ còn về đây con hư rồi. Thành ra thôi kỳ này con hứa con về trở bển được. Chính vì vậy mà con mới nghe theo lời thầy đi lo kiếm vé máy bay đi về liền, tức là con gọi trước khi Tết nữa, mà nó không có vé, không có chỗ để mà cho mình đi. Chưa.
từ bên Đại Hàn mà về Mỹ thì có, mà từ Việt Nam về qua Đại Hàn thì không có, là tại vì bây giờ Việt Nam với Đại Hàn liên kết quá chặt, thành ra người đi qua đi lại quá nhiều, không có chỗ luôn. Họ đã mua trước hết mình rồi. Dạ. Có chỗ thì không đi. Chị Phương nói nãy là em xấu hổ, là em sám hối với thầy, con sám hối với thầy lần trước, mà thực sự là con vẫn không thực hiện được. Giờ thầy dạy cho con cái pháp để con ở nhà con hay duyên nào để con làm. Thì nói chung là mấy con nhớ như thế này nè, có là trong một tháng, một ngày, hai ngày đó, thì con phải định cho nó ngày đó tôi quyết định tôi giữ giới, là giữ giới nghiêm chỉnh trong ngày đó, tức là mình tập làm chủ thân tâm của mình, chứ không phải làm chủ hết suốt một tháng, là làm chủ thân tâm mình trong một ngày, hoặc là trong một tháng đó, hoặc hai ngày, hoặc tuần lễ, gọi là thọ bát quan trai, tức là trong ngày đó tôi giữ gìn như vậy, gia đình lôi kéo gì cũng không được. Qua ngày đó rồi thì tôi sống hòa hợp với gia đình, không có bỏ chỗ nào hết. Nhưng mà ngày đó là ngày dành cho tôi, chứ còn không khéo nó lôi mình luôn, không có ngày nào hết thì coi như lôi mình luôn hết cuộc đời. Con phải về, con tu tập như vậy. Và đồng thời có cái gì chướng ngại thì con cứ nhắc tâm bất động, tâm tạng tâm là của sự, tất cả đều là nhân quả, đừng có buồn phiền gì hết, xả đi. Con cứ sáng ngồi dậy cái nó buồn ngủ lại này. À ngủ lại, nói chung là ngủ lại, cứ ngủ không có tu vậy, tới chừng mà cái giờ mà mình định mình tu mà buồn ngủ là không được, phải đi kinh hành. Còn cái giờ khác mặc tình, mày muốn ngủ thì cho mày ngủ, đâu mày làm công việc chứ, để không mày không ngủ rồi mày làm không nổi rồi chắc chết được. Vô giờ mà nó vô giờ làm việc mà cứ gục tới gục lui để tao làm sao được, ép nó chỗ này thì nó qua chỗ kia. Còn cho nên vì vậy mà những cái giờ mà con nghỉ thì con cứ nghỉ, mà giờ tu là không được, không cho nó buồn ngủ là nhất định là đi chết bỏ, chứ nhất định là hết cái giờ đó mới ngủ. Mình tập làm chủ, con nên nhớ rằng thầy nói ở đây mình làm chủ thân và tâm của mình, nó sai mình cũng được, mà cái chỗ này giờ khắc đâu ra nghiêm chỉnh là tập làm chủ đó. Chứ không khéo mình xô bồ lắm, lúc nào hứng là làm thôi, chứ còn lúc nào hứng là ngủ thôi, chứ không giờ ngủ phải ra ngủ, bây giờ không ngủ mày không ngủ mình ráng chịu, chứ tao cho giờ ngủ đàng hoài. Vậy mình tập làm chủ thôi. Đạo Phật là đạo làm chủ, làm chủ sinh già bệnh chết, làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ ăn ngủ, chứ không có gì. Làm chủ người ta nói nặng nhẹ không giận hờn, nó làm chủ là tâm mình thôi, đó là làm chủ cuộc sống. Vậy con cởi cái này thầy đó, nó vô mình cho con. Thầy có bài mới chứ không ạ? Cái nãy là cái lời tựa là thầy đã có rồi, thầy đã giấy rồi. Vậy là chị xin cái tờ giấy về đánh máy lại vô cho chị. Chứ giờ chị còn chờ chị gà vô USB chứ. Thầy có thầy bài mới nữa. Có bài mới thì có, nhưng mà có cái điều kiện á là nó chưa có xong, coi như thầy đang viết nó lỡ dở cái bản gì mà nó đã xong rồi đó. thì cho nó vô được, đang lỡ dở mấy con không khống vậy làm sao? Chưa kết luận gì hết. Thầy đang viết cái gì đó. Nói chung là thầy nói cái gì mấy con chưa hiểu là tự biết. Vậy sau khi có lời tựa đó rồi thì tụi con sổ. Có lời tựa rồi con. Con tổ chức, con sắp xếp, con xin phép đó thầy. Ừ. Con phối hợp với cô Trang để con xin phép. Ừ, thì xin phép. Dạ, con phối hợp với cô Trang để xin phép là tổ chức in ấn đó thầy. Dạ, yeah. Chánh tính mê tính. Chánh tính mê tính trước này. Đó, cái đó là quá. Dạ, dạ, dạ. Chỉ có lời tựa của thầy. Có cái lời giới thiệu của thầy. Dạ, dạ. Chị có hỏi gì nè? Con hỏi gì, con hỏi gì đó thêm. Dạ, con cái gì thì con tính thương với trưởng lão đó thầy. Cái duyên hôm nay là tiếp tiện là được nhờ cái duyên của các cô các chị đến, và cũng như là đức trưởng lão Sự Y thì cũng nói hồi nãy giờ thì con cũng được lắm nghe nhân cái chuyện về tiền sắc, thì hồi nãy đức trưởng lão có nói là hai vị A La Hán nói chuyện với nhau sẽ phong phú từ điển. Thật ra cái này là con mang một cái khát khao từ hồi cách đây mấy năm khi còn được học ở trong tổ đường ở trong chung như một, là con có nói rằng đạo Phật rõ ràng là đạo đức rồi, cái này là miễn bàn. Nhưng mà chẳng hạn con ví dụ như là hồi đó con có trình trên tổ đường là nó nếu như sau này con thêm các vị A-la-hán nữa thì đây là giống như là con xin thay mặt chúng sinh xin là như vậy, chẳng hạn như luật pháp, giống như chẳng hạn ăn trộm, đi xa,
6 tháng hoặc là ví dụ lừa đảo cái gì đó, tức là nó giống như cụ thể. Thì nếu như cái lời thỉnh của con mà sai thì con xin lỗi, còn nếu như mà hợp lý và có thời gian các vị A La Hán sau này ấy, thì giống như kết tập, chẳng hạn như mình nói một lời ác hoặc là mình huyết ngoáy người ta đó đại lại như vậy, thì nó giống như là một thành, vừa là chuẩn mực đạo đức mà giống như cũng là một cái bộ luật. Tại vì cái đây là nhân quả, Đức Phật nói nhân quả thì rõ ràng là gieo cái này là phải có cái quả. Chứ hiện tại thì chỉ như là không biết con nói như vậy có bị sai hay không, cho không biết, nhưng mà tại vì con thấy chẳng hạn như luật pháp là quy định là ăn cắp hoặc là cái gì đó nó cụ thể, thì nếu như sau này có các vị A-la-hán thì cũng xin Đức Phật trụ thế thêm để mà coi như hoạt tác gì tức chế dưới lực còn chế lực pháp chẳng dạ, dạ, gì A-la-hán làm điều đó đâu dạ. Chúng sanh nghiệp nặng không có chế dưới pháp luật mà cấm họ. Đức Phật trong giới luật các tổ cấm người ta không sát sanh thì Đức Phật dạy không nên khuyên chúng ta khuyên có làm thì tội, cho nên nó không cần khuyên thôi chứ không cấm chúng sanh, chứ không có cấm sát sanh. Nó giới cấm thì nó là các tổ. Dạ dạ, ý con định nói cái này không phải là giới cấm mà để ví dụ thầy nói là chẳng hạn như mình nói bậy một cái này thì bị cái quả báo đó đó, tức là nó là như vậy đó, nó giống như là tức là danh thì nó sẽ là để đó đó giống như thế. Bây giờ con ví dụ như chẳng hạn như có 10.000 thì mua được cái khăn mặt, con ví dụ vậy thì mình làm cái chuyện đó thì nhân ra sẽ quả. Nhưng mà thầy có dạy rồi, tức là nhân quả chuyển được. Nhưng mà con thầy muốn có 10.000 đó bằng cái tốt hay là đi ăn trộm cắp lấy của người ta đó. Dạ, không phải là có 10.000 đi lại mua nó tốt đâu. Dạ, dạ, không thì cái nhân này nó ra cái quả này thì sẽ không chính xác được. Dạ, nó không chính xác thì chính xác sẽ có nhân quả, nhưng mà nó sẽ chuyển. Đó đó thì chẳng qua là con nghĩ là mình, nếu mà mình được thấy như vậy thì đọc ai cũng giật mình đó, là còn không cấm đó. Đó thì đây là con ví dụ, chẳng hạn như mình làm một cái lời nói mình liếc máy vậy thì nó sẽ ra cái quả như vậy. Hoặc là mắt mình không được đoan trang nữa, mắt người ta nhìn thẳng, còn mắt mình nó mắt to mắt nhỏ, ví dụ như con nói ví dụ. Thì nhưng mà nếu mà cái duyên là, thì có thì ấy, còn là cái suy nghĩ con chưa hợp lý thì thôi. Dạ. Nói chung là những cái này con thấy những bước em lại cho nên vì vậy mà quốc hội phải đặt ra cái pháp luật để cho cái người dân theo cái pháp luật mà giữ cái trật tự cùng sống chung nhau. Nhưng mà sự thật đặt là đặt vậy, chứ sự thật thầy thấy dân chúng nó có thèm thực hiện đâu. Nó bây giờ nó muốn cái đó là nó cứ lấy của người ta thôi. Cho nên nó đâu có phải sợ pháp luật, con hiểu không? Đặt ra vậy chứ sự thật thầy thấy bây giờ cái luật lệ giao thông thôi, cảnh sát đi gác đường thôi, có à nó chạy rề, không có nó chạy ào ào chết ai nấy bỏ, mà đó là cái bản thân của nó đó, chứ chưa nói là cái luật pháp gì, nói cái luật giao thông không mà thấy nó còn không dữ. Thì con nghĩ cái luật gì mà nó dữ. Cho nên nó có cái luật để nó hạn chế thôi, chứ sự thật không phải đi hết cái luật đem ra mà bắt buộc người ta được, người ta khó lắm trong cái dễ. Cho nên Đức Phật nói chúng sanh khó độ. Ông Phật đã nói rồi, nói vậy chứ đâu phải dễ độ nó sao. Trời đất ơi, cái bụng nó tham thấy sợ luôn. Độ nổi gì nổi. Con nghĩ cái ý thức cao thì người ta tự người ta tránh cái những điều xấu. Mà nó cao lại nó xấu cái khác. Yeah. Nó không phạm cái lỗi nhỏ này nhưng mà nó làm cái lớn. Dạ, đúng rồi. Nó hại cả một cái tập thể dữ tợn. Kỹ sư mà chỉ cần nói là sọc cái cầu như chơi chứ đâu có đùa. Đúng rồi. Kỹ thuật khác. Cho nên có nhỏ làm cái nhỏ nhỏ. Có đúng không? Mình chỉ nói ở đây để đem giáo pháp của Phật, nó cái người mà người ta hiểu được, người ta giảm thiểu được, đó là quý, để giúp cho người ta được an vui. Cũng như bây giờ thầy cô đọng lại cái chân lý của đạo Phật, tâm bất động thanh thản an lạc, để khi mấy con gặp cái sự gì mà trái ý nghịch lòng, nó buồn phiền trong lòng, con nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự,
tất cả đều nhân quả, làm cho tâm mấy con an ổn trở lại thôi. Đó là đem lại cái sự an vui cho mấy con trong phút chốc, chứ rồi mấy con sẽ gặp chuyện khác nữa, chứ đâu phải nó để cho mấy con yên. Rồi tất cả mọi chuyện nó đến thì mấy con cũng nhớ tâm ý vậy để cứu mình thoát ra cái sự buồn khổ trong tâm của mình thôi. Thầy chỉ biết đem pháp để giúp mấy con, chứ mấy con mà tu mà chứng đạo làm chủ sinh già bị chết chắc là dạ. Còn buồn hiếm ra. Biết cái rõ không có, nó kéo mấy con dễ gì mấy con tu được. Thầy phải trèo trên Hòn Sơn 9 năm trời ở trên Hòn Sơn ngoài biển đó, mà tu mà ăn toàn là cây mà sống mà tu. Còn mấy con bây giờ phải dám làm cái gì nữa sao? Sống một hình một bóng như vậy thì thử xét lại cái ý chí, cái dũng khí của một người tu nó chỉ đạt vô cùng, nó coi thân này không ra gì. Còn mấy con nghe hơi đau đau rồi đã cơ mới có đứt tay có chút mà cũng kiến căng chút hít hà rồi, còn thầy coi như thường. Mấy con thấy con xem như thường cái thân mình coi như không ra gì hết, người ta xả bỏ hết vậy đó. Cái còn mấy con trời đất ơi, hơi chút là mấy con rên rồi ở. Bởi vậy thầy nói tu mà được làm chủ như thầy nó không phải dễ. Cho nên khi Đức Phật tu chứng làm chủ bốn sự đau khổ mà cho đến bây giờ mới có được thầy, còn bao nhiêu kiến giải ra con nào đâu chứ đau bệnh đi nằm nhà thương hết đó. Quý hòa thượng đâu có ít ha, thầy mấy ông cũng nỗ lực tu lắm đó, nhưng mà đâu có làm chủ được đâu. Có dám ở rừng ăn lá cây như thầy không? Có dám ở mình không? Và có thấy Phật tử và cái giường tiền an không? Tất cả mọi cái này đều là sự cám dỗ, nó lôi cuốn. Mà quý hòa thượng bị dính mắc vậy làm sao? Bây giờ ở cái chùa mà xấu ở được. Còn thầy bây giờ đưa đứa cây hầm cũng được, ngủ cũng được, không sao hết. Có cái nhà này ngủ cũng được, có giường cũng được, không giường cũng được. Mà không có ra gốc cây khi ngồi giữa lưng ngủ cũng được, không sao. Nó coi ở trong cái nhà nó sang đẹp như thế này mà ra gốc cây kia nó cũng vậy, cái tư tưởng nó cũng vậy, và nó cái nếp sống của nó quen rồi, nó không còn thấy khó khăn, thấy còn khổ sở. Còn mấy con bây giờ cho ở trong nhà này ăn cúng thì ngủ, mà ngồi ngoài kia cho ngoài gốc cây, trời ơi xương nhỏ nhẹ quá. Mà đây là cái nghĩ á, xương gió vậy chắc đêm nay sáng nó bệnh. Còn thầy thì có nghĩ bệnh đâu, cho mình chết thì ở đâu bệnh. Phải không? Một cái người có cái gan dạ, có cái dũng khí vậy, người ta có thể làm những cái sự việc lớn. Thế còn mấy con nó thiệt ra, mấy con làm cái chuyện kiếm tiền đó, thì sự việc lớn của mấy con thôi, chứ không có cách nào cả. Chứ mấy con tham cái việc mà làm chủ sinh già mình chết, nó không có đơn giản. Dạ, ngày nào con cũng ước nguyện là các vị mà tu tập gần thầy hay xa thầy để nhanh chóng chứng đắc như thầy. Thì thầy đã gần tới chưa ạ? Thật sự ra thì trong cái số đó thì nó cũng chỉ được một hai người. Chứ thật ra nghe bà con ngồi tu, chứ nghe bà con đến cái trò đất ứng nôn nao trong bụng muốn ra gặp. Thôi, cái kiểu này biết chừng nào. Còn thân nữa đấy, tại ở đây thầy không có cho tiếp. Thì cứ ngồi trong thất nhìn bà con mình đi đến thăm, cứ nhìn ra